Chào anh em, vậy là sau khoảng hơn 2 tuần xài con iPhone 14 Plus này, mình đã đủ trải nghiệm và đã đủ xài nhiều nó để mình có thể chia sẻ được với các bạn về một cái video review con iPhone 14 Plus này. Thay vì nói về lan man thì trong video này mình sẽ tập trung vào 3 điểm thôi. Thứ nhất là cái cảm giác cầm máy rất nhẹ. Thứ hai, thời gian dùng pin của nó như thế nào. Và thứ ba là phần camera của iPhone 14 Plus. Ngoài ra mình cũng sẽ nói cho các bạn biết là ai thì nên mua con iPhone 14 Plus này, đặc biệt khi mà bây giờ giá của iPhone 14 đã bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định rồi, thì nó sẽ có những cái sự khác biệt so với lại chỉ 1-2 tuần trước thôi. Mời các bạn cùng xem video ha. Cái quan trọng nhất khi mà mình chọn mua iPhone 14 Plus làm cái máy chính của mình vẫn là cái cảm giác cầm các bạn. Khi mà mình sử dụng cái con máy này nó nhẹ lắm, mặc dù màn hình của nó cũng to nha. Màn hình của nó với kích thước là 6.7 inch, tức là to như mấy con iPhone 14 hay là 13 Pro Max rồi. Nhưng mà trọng lượng nó lại nhẹ hơn, cho nên khi mà mình cầm nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Cái trọng lượng khác biệt giữa con iPhone 14 Plus và iPhone 13 Pro Max hay là iPhone 14 Pro Max chỉ vài chục RAM thôi. Nhưng vài chục RAM đó nó quyết định rất là nhiều thứ các bạn. Cảm giác cầm của con Pro Max mình hoàn toàn không thích gì hết. Và giống như trong video trước mình có chia sẻ với các bạn đó, mình rất là thích cái màu xanh của con iPhone 14 Plus. Và đó cũng là một trong những lý do khiến cho mình có cảm tình với con điện thoại này hơn. Mặc dù nó không phải là những con điện thoại cao cấp nhất, xịn nhất trong cái series iPhone, nhưng nó làm mình hài lòng như vậy là mình đã cảm thấy ok rồi. Khi mà mình chọn mua con iPhone 14 Plus thì cái cảm giác cầm được mình đưa lên quan trọng hàng đầu. Và theo mình ha, rất nhiều bạn cũng sẽ có cái cảm nhận giống như mình. Tại vì các bạn hoàn toàn đủ tiền để các bạn mua những con Pro Max. Các bạn mua 14 Pro Max, các bạn mua 3-4 con Pro Max cũng được. Nhưng khi mà các bạn đã không cầm nó thoải mái rồi, các bạn đã không thích nó rồi, thì làm sao mà chúng ta lại phải bỏ tiền ra mua để làm gì, đúng không? Một thứ nữa đối với là iPhone 14 Plus mà mình thích đó, đó là cái cạnh viền này nè. Mình biết là cái cạnh viền thép không rỉ thì nó có thể nó bền hơn. Ngoài ra thì nó còn bóng bóng lên, đúng không? Nhìn nó có vẻ sang trọng hơn. Nhưng riêng mình thì mình lại thích kiểu cái viền của con iPhone 14 Plus này hơn. Về tổng thể, ngoại hình cũng như là cảm giác cầm của con iPhone 14 Plus nó cho mình một cái sự quen thuộc, nó cho mình một cái sự dễ chịu. Và đó là một trong những cái rất quan trọng khi mà mình đi cầm một con điện thoại để mình mua. Rồi, cái thứ hai là về thời gian dùng pin. Mình đã từng có một cái video riêng mình test thời gian dùng pin của con iPhone 14 Plus này rồi, thì các bạn có thể xem kỹ hơn trong cái video đó ha. Về tổng quan thì con điện thoại này các bạn có thể xài được 1.5 ngày cho tới 2 ngày tùy tần suất sử dụng của các bạn. Đối với mình là 1.5 ngày, tức là mình sẽ xài trọn vẹn được 1 ngày 24 tiếng, cộng với lại thêm nửa ngày hôm sau nữa. Như vậy thì nếu mà mình đi tối về mà mình quên sạc pin thì hôm sau mình vẫn còn pin để mà mình có thể xài tới gần trưa mình mới cần phải sạc lại nó. Đây là một trong những điểm mà mình cảm thấy rất là thích. Và thật ra nó không chỉ có ý nghĩa với những người mà cần thời gian dùng pin dài như vậy, nó còn có ý nghĩa với những bạn sẽ xài máy liên tục và xài cho những việc nặng. Chẳng hạn như các bạn thích chơi game nhiều nè, các bạn coi phim nhiều nè. Đó là những việc mà máy nó sẽ tiêu hao pin nhiều hơn so với việc mà các bạn chỉ trả lời tin nhắn, so với việc mà các bạn chỉ email, hay là các bạn đi 4G nhiều thì nó sẽ tiêu hao pin nhiều hơn so với việc mà các bạn ngồi văn phòng, các bạn chỉ xài wifi, đúng không? Thì khi mà các bạn có một cái cục pin dung lượng lớn như vậy á, tức là trong một ngày các bạn có thể xài nó lâu hơn so với là những con iPhone khác. Và đây chính xác là con iPhone có thời gian dùng pin lâu nhất mà Apple từng làm ra. Khi mà các bạn xài con iPhone 14 Plus này, và đặc biệt khi mà các bạn đi du lịch, các bạn sẽ rất là tự tin với cái thời gian dùng pin mà nó mang lại. Và đây cũng chính là một trong những điểm mà mình tìm kiếm ở một cái điện thoại. Ngoài cái chuyện mà nó chụp hình đẹp, tất cả mọi thứ còn mượt, thì pin nó cũng phải lâu, đúng không? Lúc trước khi mà mình xài con iPhone 13 là mình đã cảm thấy hơi hụt hẫng so với lại con 11 Pro Max trước đó rồi. Tại vì 11 Pro Max của mình pin rất là lâu. Mình xuống 13, mình chấp nhận là cái máy nó nhỏ gọn hơn, nó dễ cầm hơn, nhưng mà pin thì không thể nào bằng được. Hiện nay pin lâu của iPhone thì chỉ có một là iPhone 14 Plus, hai là các bạn đi mua những con Pro Max thôi. Camera của con iPhone 14 Plus, nếu như mà các bạn cũng chỉ xem qua cấu hình thì nó giống với lại iPhone 13 và thậm chí giống với lại iPhone 13 Pro Max, đúng không? Tuy nhiên các bạn đừng quên là cái cảm biến của con iPhone 14 đã được nâng cấp so với lại cảm biến chính của con iPhone 13. Tức là dù cùng độ phân giải 12 megapixel nhưng mà lúc nó chụp hình nó sẽ đẹp hơn. Và mình test thực tế rồi, mình so nó trực tiếp với con iPhone 13 Pro Max luôn, thì cái hình ảnh của nó với lại con 13 Pro Max là gần như tương đương nhau và nó tốt hơn so với lại con iPhone 13 thường. Từ màu sắc nè, cho tới độ nét nè, cho tới khả năng chụp đêm nè, cho tới khả năng quay video nè, thì tất cả những gì mà con iPhone 13 Pro Max làm tốt á, thì con iPhone 14 Plus đều làm tốt hết. Nó chỉ thiếu mỗi một cái camera tele so với lại con iPhone 13 Pro Max mà thôi. Với những người rất ít khi nào cần zoom giống như mình thì camera tele thật ra là cũng không cần thiết. Lúc mà mình xài con iPhone 13 là khả năng quay chụp của nó đã làm mình rất hài lòng rồi. Cho nên khi mà mình lên con 14 Plus này thì mình không gặp bất kỳ vấn đề gì. Và bữa giờ thật ra mình có quay khá là nhiều những cái clip, kể cả clip YouTube cũng như là clip TikTok bằng chính con iPhone 14 Plus này. Mình chỉ còn ghim thêm cái micro rời là cái DJI mic mà mình đang xài nè, là nó ngon lành hết các bạn.
mình nói thật với các bạn luôn, với đa số những nhu cầu bình thường, camera của con iPhone 14 và iPhone 14 Plus là đã dư sức đáp ứng cho các bạn rồi. Không cần các bạn phải lên 14 Pro và Pro Max luôn. Và nếu như các bạn chỉ đơn giản là quay vlog để các bạn up lên Facebook, up lên TikTok, up lên các trang mạng xã hội, thì camera của con iPhone 14 Plus bây giờ vẫn rất là capable. Camera trước của iPhone 14 Plus và của cả 13 Pro Max đều là 12 megapixel hết. Tuy nhiên, con 14 Plus nó có thêm tính năng autofocus. Đây là video được quay từ camera trước của iPhone 14 Plus. Còn đây là video quay từ camera trước của iPhone 13 Pro Max nha các bạn. Cho nên khi mà các bạn đưa cái máy lên để các bạn quay á, thì con iPhone 14 Plus thứ nhất là tự nhiên các bạn thấy nó nét hơn và cái background phía sau á, nó được làm mờ đi, nó đẹp hơn, nó mịn hơn. So với lại thời điểm mà mình làm cái video so sánh giữa con 14 Plus với lại con 13 Pro Max á, thì cái giá của con iPhone 14 Plus bây giờ nó đã giảm rồi các bạn. Hiện nay khi mà mình coi ở trên Cellphone X là một đại lý ủy quyền chính thức của Apple, thì con iPhone 13 Pro Max bản 128GB chính hãng VNA đang được bán với giá là 27.490.000. Trong khi đó, con iPhone 14 Plus thì đang được bán với giá là 24.990.000, coi như là 25 triệu đi. Thì chưa gì các bạn đã thấy một cái sự khác biệt là 2.500.000 rồi. Ở cái thời điểm mà iPhone 14 Plus mới vừa ra mắt thì giá của iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 Plus thì ngang nhau. Lúc đó các bạn không có quá nhiều lý do để các bạn mua 14 Plus, trừ cái việc nó nhẹ. Ok, cái đó mình hoàn toàn đồng ý với các bạn. Nhưng bây giờ chênh lệch giá đã bắt đầu xuất hiện rồi. 14 Plus rẻ hơn cả 13 Pro Max. Và sắp tới mình đoán ha là iPhone 14 Plus có thể là nó sẽ tiếp tục giảm giá nữa. Chưa kể là khi các bạn đi mua hàng ở Cellphone X thì các bạn còn được giảm giá từ rất là nhiều những thứ, ví như là các bạn có S-Member nè, các bạn có những cái ưu đãi thanh toán qua VNPay hoặc là các đối tác ngân hàng, là các bạn còn được giảm thêm có khi là cả triệu nữa. Chưa kể khi mà các bạn mua ở Cellphone X, các bạn còn có thể trade in, tức là các bạn đổi cái con iPhone cũ của các bạn để lên đời con iPhone mới. Có khi họ còn có những cái chương trình trợ giá, rồi các bạn có thể bù thêm được cái cục tiền vào, nó sẽ ít hơn so với việc mà bạn bỏ hẳn một cái cục nguyên vẹn để các bạn mua một con iPhone 14 Plus mới. Thì mình có để cái link ở bên dưới phần description, các bạn có thể tham khảo thêm về tất cả những cái thông tin chương trình mà nãy giờ mình nói liên quan tới iPhone 14 Plus tại Cellphone X ha. Rồi, tóm lại ha, iPhone 14 Plus có nên mua hay không? Và ai nên mua iPhone 14 Plus? iPhone 14 Plus bây giờ giá đã bắt đầu ổn định rồi, thì nó sẽ rất phù hợp với lại đa số mọi người. Đa số mọi người sẽ cần một con điện thoại là chạy mượt đúng không? Màn hình to, đẹp, pin lâu, cầm dễ dàng. Thì con iPhone 14 Plus nó có đầy đủ hết tất cả những cái yếu tố đó rồi. Và đương nhiên camera của nó chụp vẫn rất là ngon, dù là các bạn chụp ở môi trường đủ sáng hay là thiếu sáng, và các bạn quay video cũng rất là tuyệt vời. Cho nên đối với mình, iPhone 14 Plus mới là một trong những con điện thoại đáng mua hiện nay. Tất nhiên nếu mà các bạn thích cái Dynamic Island, các bạn muốn có những cái gì đó khác biệt, thì đương nhiên là các bạn sẽ đi thẳng lên những con Pro hay là Pro Max rồi đúng không? Nhưng mà nếu các bạn không muốn chi nhiều tiền tới mức như vậy và các bạn quan trọng về cái trải nghiệm cầm, thì đây, iPhone 14 Plus. Với cái nhu cầu sử dụng của mình á, thì thật ra mình cũng không thấy con iPhone 14 Plus á, nó đang có cái vấn đề gì hay là có cái nhược điểm nào lớn luôn. Chỉ trừ cái chuyện á, là nó chưa có màn hình 120Hz thôi. Như chắc video trước đã nói với các bạn rồi, 120Hz có sự khác biệt với 60Hz. Và sự khác biệt đó bạn có thể nhận thấy được bằng mắt nha. Chứ bạn nào mà nói không thấy là xạo rồi đó. Tuy nhiên cái 120Hz đó có thì tốt, không có thì cũng không ảnh hưởng gì. Nó chỉ là một cái nice to have đối với mình thôi. Hiện nay mình đang xài con iPhone 14 Plus là cái máy chính của mình và mình rất là hài lòng. Mình không hề có ý định quay lại những cái con Pro và Pro Max của mình luôn. Sắp tới con iPhone 14 Pro của mình là mình thậm chí còn đưa cho bố mình nữa. Mình sẽ tiếp tục xài con iPhone 14 Plus. Thật ra mình mua tới hai con 14 Plus nè. Một con mua trước và một con mua tại Cellphone S. Thì cái con mua trước đó là có dung lượng 128GB thôi. Mình sẽ đưa cho mẹ mình dùng. Tại vì cái màn hình lớn thì lúc mà mình chỉnh cái chế độ thu phóng thì chữ rồi icon này nọ mọi thứ nó sẽ lớn hơn. Mẹ mình thì cũng lớn tuổi thì cái màn hình to nó sẽ phát huy hiệu quả ở cái chế độ thu phóng đó. Còn riêng mình thì mình muốn có cái màn hình lớn này để mình có thể xem được nội dung nhiều hơn so với lại con iPhone 14 Pro hay là những con iPhone 13 trước đây của mình. Rồi, đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video review về con iPhone 14 Plus. Hy vọng là xem xong video này thì các bạn cũng đã có thể hiểu được coi là liệu con iPhone 14 Plus là nó có phù hợp với nhu cầu của bạn hay chưa. Nếu như mà các bạn có thêm câu hỏi nào liên quan tới iPhone 14 Plus thì mời các bạn comment vào trong cái video này ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip sau. Bye bye!